Xin chào mọi người, hôm nay em lại lên một đàn Mexico màu đen tuyền cho các anh nuôi phong thủy này. Có cả bé màu đu rông đậm tịt nha mọi người nhá. Lưng đen bóng, cổ ánh đỏ cho mọi người luôn. Đàn này thì tấn kinh rất là căng và khung gọng to cho các anh nào mà thích nuôi. Vừa màu mảng màu hầm hố này. Lại là vừa... Nào, cắn nhau luôn. Đây em không cần lấy cái chai test kích tiếng động luôn này. Đấy là mọi người thấy không, cái rồng Mexico nhà em ấy. Đàn nào thần kinh cũng cực kỳ là căng luôn. Bởi vì là em đều kích thần kinh từ bé cho các đàn luôn. Pháp Bỉ hay Mexico gì đều căng như nhau hết. Nên là các anh hoàn toàn yên tâm là Mexico là hoàn toàn là trong nhà bình thường nhá. Đây một em một tay cầm điện thoại, một tay em cầm cái tải này, nó hơi bị rung ấy. Rung video ấy, nên là có gì mọi người thông cảm giúp em nhá. Đấy. Vừa cắn vừa sủa. Ôi, nặng quá. Thôi thả luôn. Tự chơi với nhau. Đây mọi người nhìn này, cái chất lông bóng chưa? À, đuôi to đùng luôn. Đây là bé cái này. Đây. Bé đực đây. Đực thì tai ke. Đấy, mỗi con là một khung gọng, khung bệ đều rất là to và thần kinh rất là tốt luôn. Để bắt đầu nghịch đấy. Mình kéo tải thì nó sẽ thích hơn. Nào. Mệt rồi không thể kéo được bọn này. Nó lắc này. Kéo nó lắc này mọi người này. À, ui dồi ôi. Vừa mới ốm ra viện về mà gặp cái bọn này là nó cao thể lực luôn. À. Em có video quay riêng từng con rồi nhá. Thì các anh thích bé nào thì có thể liên hệ cho em. Cái đàn này là giá cực kỳ là ưu đãi cho mọi người luôn ạ. À, ôi dồi ôi. Lắc ngã cả người rồi. Đây, đực này. Như thế này các anh nuôi chơi cực kỳ luôn. Nào, nào, nào. Cắn nhau luôn. Hay thật. Con kia rất là gấu. Này cứ cắn suốt thì chả ai chơi với mày nhá, biết chưa? Rồi các anh thích bé nào thì có thể liên hệ cho số hotline của em nhá. Đây là ở trên này luôn đấy ạ. Vậy, xin chào mọi người.